chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục ẩm thực của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Không biết là có quý vị khán giả nào từng thưởng thức qua những món ăn được chế biến từ gan ngỗng chưa? Nghe cũng khá lạ phải không quý vị? Tú Vinh nghĩ rằng cũng có khá nhiều người chưa được thưởng thức món ăn này đâu, bởi vì đây là một món ăn đặc trưng của Pháp mà. Nói đâu xa, ngay cả bản thân Tú Vinh cũng chưa từng được thưởng thức bao giờ. Vậy thì ngày hôm nay trong chuyên mục ẩm thực của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, chúng ta cùng tìm hiểu về món ăn đặc biệt này nhé. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Tuyết Vinh lúc này xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Dũng là bếp trưởng của nhà hàng Costco Steakhouse and Bar. Và ngày hôm nay thì anh Dũng sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ăn được chế biến từ gan ngỗng. Đó là món gì vậy anh Dũng? Đó là món bò phi lê và canh ngỗng. Anh Dũng giới thiệu đôi nét về món ăn này đi. Tất nhiên rồi, trước hết chúng ta có hai thành phần chính, đó là bò phi lê. Đây là phần thịt mà ngon nhất ở trong con bò. Bên cạnh đó chúng ta có một miếng gan ngỗng. Một loại gan ngỗng rất là đặc biệt mà được nuôi để lấy gan. Và thành phần kế tiếp là chúng ta gồm có muối tiêu, capas, bơ, tương ớt, dầu chóp phô, khoai tây chiên, bột gà, bột mì và ớt đỏ, chè lê và hành. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một ít rau xanh để trang trí. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm gì trước anh Dũng? Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tẩm ướp thịt bò. Chúng ta quét sơ một chút xíu dầu lên thịt bò. Thường thì thịt bò để trong tủ lạnh thì nó sẽ hay bị khô. Chúng ta ướp một chút xíu rồi sau đó chúng ta cho một chút xíu muối tiêu. Ít thịt gà, bốc bột thịt gà vô, tăng thêm cái vị đậm đà cho thịt bò. Chúng ta sẽ quét lại một lần nữa cho nó đều gia vị đi chung quanh. Rồi, bây giờ ướp thịt bò xong chúng ta để qua một bên, chờ một chút xíu. Chúng ta sẽ ướp tiếp cái phần gan ngỗng. Đây là một miếng trong một cái miếng gan ngỗng rất là lớn. Bởi vì gan ngỗng này thì người ta nuôi cái con ngỗng này để người ta lấy gan, cho nên cái buồng gan của nó rất lớn, trung bình là khoảng nửa ký cho một miếng. Và bây giờ cả hai thành phần chính chúng ta đã làm xong, phần sơ chế và ướp, tẩm ướp thì chúng ta sẽ đi qua cái phần nướng. Chúng ta cho cái miếng thịt bò lên trên đây và chúng ta nướng. Wow, để em cất cho. Bây giờ mặt này nó vàng rồi ha, chúng ta sẽ lật lại. Wow. Chúng ta có thể làm sơ qua một vòng như thế này để cho nó chín thêm một chút xíu nữa. Giờ chúng ta để lên trên cái khay và chúng ta sẽ đi đúc lò. Trước khi đúc lò chúng ta sẽ làm thêm một phần gan ngỗng nữa. Chúng ta bật lò lên, cho một chút xíu dầu vô. Gan ngỗng nó rất là màu vàng. Bây giờ thì chảo đã nóng và chúng ta bắt đầu cho gan ngỗng vô. Em cho anh xin chút xíu rượu Sherry White. Đây là một loại rượu mùi. Và bây giờ chúng ta lật thêm một lần nữa là chúng ta có thể đi đúc lò được rồi. Đó. Gan ngỗng nó rất là nhanh cháy. Và bây giờ chúng ta có thể cho chút xíu rượu vô và chúng ta làm bề nó. Wow. Và bây giờ cái gan ngỗng của chúng ta nó rất là vàng và rất là thơm. Rồi chúng ta sẽ để lên trên khay. Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ mang đi đúc lò đúng không anh Dũng? Đúng rồi em. Dạ, mình đi nha. Trong khi chờ đợi gan ngỗng và thịt bò chín thì mình sẽ làm gì tiếp theo đây anh Dũng? Anh sẽ hướng dẫn cho Tuyết Vinh làm cái món măng tây. Bây giờ măng tây của chúng ta, mình đã lấy phần non rồi, chúng ta có thể trụng qua nước sôi. Trước khi trụng qua nước sôi chúng ta có thể sử dụng ít muối. Sẽ làm cho nước trụng nó thêm một chút xíu đậm đà hơn khi mà mình trụng. Bây giờ em để trong đó. Và chúng ta cần một cái chảo. Cái chảo mới, cái chảo này hơi to nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ bật lò lên. Chúng ta sẽ trục cái măng tây vào đây. Em cho anh xin miếng nước lắm. Đây ạ. Măng này rất là tốt cho sức khỏe em. Đặc biệt là những người bệnh thận. Bây giờ đã 30 giây xong rồi, chúng ta sẽ làm ráo cái măng tại đây. Và chúng ta sẽ đổ hồ nước lạnh. Để mục đích là chúng ta sẽ giữ được cái màu xanh. Khi chúng ta làm nguội được cái măng rồi, chúng ta sẽ đổ cái nước vô lại để làm ráo. Rồi bây giờ bước kế tiếp là chúng ta sẽ xào. Em có muốn xào cái này không? Dạ có. Rồi em cho một nửa muỗng bơ vô trong đây. Chúng ta cho bơ mấy vô. Dạ đủ rồi, đúng rồi. Khi bơ vừa chảy là chúng ta có thể cho măng vô rồi. Và bây giờ em cầm chảo em xóc giống như anh cũng được mà. Đó. Bây giờ em cho chút xíu muối tiêu và chút xíu bột gà vô. Xíu muối tiêu giống như anh Dũng làm đây. Đúng rồi, chút xíu bột gà vô. Em bốc ít ít thôi, coi chừng măng đó nha. Rồi bây giờ xong rồi chúng ta đảo sơ lên rồi chúng ta tắt lửa. Bây giờ bấm măng tây được rồi, anh đổ ra đây dùm anh. Thơm quá.
Rồi một đầu bếp không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Mai mốt thấy chỗ ăn được rồi. Dạ, anh Dũng ơi, không biết bây giờ thì gan ngỗng và thịt bò của mình đã chín luôn chưa? Anh nghĩ gan ngỗng này chắc chín rồi, còn thịt bò thì đang ở vị trí chín vừa. Em thích anh chín vừa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, thôi để anh vô anh đánh nha. Dạ. Chà, không ngờ là mình cũng có thể nấu được như thế này. Rõ ràng việc nấu ăn không hề khó phải không quý vị? Đây, thịt bò và gan ngỗng đã chín rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bày ra đĩa luôn đúng không anh Dũng? Đúng vậy. Dạ, bây giờ chúng ta cần một cái dĩa. Em có muốn làm thử không? Dạ có. Anh hướng dẫn đi, em sẽ trang trí cho. Chúng ta cần một chút xíu sốt để trang trí ha. Vẽ lên trên này. Đây là gì hả anh? Cái đây là một loại giấm balsamic của Ý. Chúng ta cũng phải nấu cô đặc giống như cái sốt rượu vậy. Dạ. 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 Rồi, kế đến anh chỉ cho em làm ha, em để miếng thịt bò vô chính giữa. Dạ, đó, đúng rồi. Đó. Sau đó em sẽ gấp 3 cây măng em để lên. Để lên theo, trên. Để theo hướng ngang chùm anh. Dạ. Đúng để rồi. Em sẽ sắp cho nó ngay ngắn lên. Phần này anh sẽ hỗ trợ cho em. Bởi vì cái này nếu như mà không khéo thì chúng ta sẽ không có gan ngỗng để mà thưởng thức. Yeah. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đặt gan ngỗng lên đây. Và chúng ta sẽ dưới sốt lên. Không biết là món sốt này thì anh Dũng có thể làm từ những nguyên liệu nào để ra được anh Dũng? Món sốt này tên gọi của nó là món sốt ớt chuông đỏ. Thì thành phần của sốt ớt chuông đỏ gồm có ớt chuông đỏ là chính ha. Dạ. Mình xào chung với hành tây. Sau đó mình sử dụng rượu vang trắng để mình nấu cạn để cho nó tăng thêm cái hương vị. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm miếng cà bát vô. Cà bát sau khi xong hòa quyện chung nấu sôi xong rồi thì chúng ta đem đi xay. Rồi chúng ta bắt đầu với nêm nếm gia vị là kem nấu ăn ha, một chút xíu tương ớt và một chút xíu nước cốt của chè lê. Chúng ta sẽ đầu tiên em sẽ phải đảo đều cái sốt này lên. Dạ. Dạ, chúng ta sẽ đổ lên đây. Dạ, cho nó chảy xuống từ từ. Dạ, nó rất là tự nhiên. Dạ. Thêm một chút xíu salad. Hôm nay anh muốn giới thiệu cho Vinh một loại tên của nó là khoai tây trái mận, chúng ta sẽ để lên đây. Dạ, món ăn của chúng ta đã hoàn tất. Khoai tây trái mận này thì là mình cũng là khoai tây nghiền, xong mình luộc xong mình nghiền ra rồi tạo hình thôi đúng không anh? Đúng rồi. Đem đi chiên. Nó còn thêm một công đoạn nữa để tẩm bột chiên. Đúng rồi. Để chúng ta tẩm qua bột mì, chúng ta tẩm qua trứng, dạ. Chúng ta tẩm qua bột vụn bánh mì, để sau đó chúng ta mới chiên. Dạ. Như vậy là đã hoàn tất rồi đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Wow. Quý vị thấy món ăn có hấp dẫn không ạ? Trước khi thưởng thức món ăn này thì cho em hỏi anh Dũng thêm một câu nữa nha. Là chúng ta cần phải lưu ý những gì khi mà chế biến món ăn này hả anh? Khi chúng ta chế biến món gan ngỗng là chúng ta không nên đút lò gan ngỗng thật lâu ở trong lò. Bởi vì gan ngỗng bản thân là mỡ, cho nên khi chúng ta đút lâu ở trong lò thì nó sẽ chảy và sẽ teo miếng gan ngỗng lại. Em nhớ là một điều nữa là trước khi mà chúng ta chế biến gan ngỗng thì nên lăn qua một lớp bột để cho gan ngỗng được định hình và lúc mình chiên nó sẽ không bị bể ra. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Còn bây giờ là lúc mà em phải thưởng thức rồi anh Dũng ơi. Anh giúp em nha. Rồi, để anh. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy thịt gan ngỗng xuống trước để cho nó dễ cắt. Dạ. Cho anh biết cảm nhận ha. Dạ, cảm ơn Dũng. Nếu mà chê thì nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi, anh kèm với một miếng sốt. Dạ, đúng rồi. Thú thật với anh Dũng á, là em rất ngại ăn những món ăn lạ. Lúc mà chưa ăn thì em cứ hình dung nó sẽ thế này, nó sẽ thế kia. Và em cứ sợ. Nhưng mà không chê vào đâu được. Và sau lần này chắc em sẽ rút kinh nghiệm là tốt nhất mình nên thử những món ăn lạ. Dạ, em có ý định về nuôi ngỗng lấy thịt, lấy gan không? Nếu như quý vị muốn khám phá hương vị của món bò phi lê gan ngỗng thì mời quý vị hãy dành thời gian đến với nhà hàng Costco Stick House and Bar, gặp đầu bếp Quốc Dũng để được thưởng thức món ăn này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục ẩm thực lần sau.